hội tốt để có được trải nghiệm tuyệt vời như thế này, nên nó thật sự hay. Bạn chỉ có thể thử nó ở lễ hội Sơn Thủ Du, không có ở đâu nữa. Đây thực sự là trải nghiệm duy nhất bạn có thể thử. Ở lễ hội Sơn Thủ Du, không phải sao, tôi cũng muốn làm một cái nữa. Mong chờ quá. Xong rồi ạ? Tôi phải làm gì ạ? Thổi nó. Ngậm miệng vào cỡ này. Mạnh quá. Âm thanh mạnh quá. Lại nào. Hỏng rồi. Thổi mà không ra được. Hay ghê. Kỳ diệu thật đó. Như thế nào nhỉ, cái này nên được bảo tồn đó. Vui ghê. Sao điệu hay thật đó. Nói được làm rất đẹp. Lễ hội hoa Sơn Thủ Du rất đa dạng đúng không? Tôi rất vui và hạnh phúc khi được trải qua khung cảnh xinh đẹp như thế này. Thật tiếc khi phải rời đi, nhưng vẫn chưa tới lúc kết thúc đâu. Nơi còn lại cuối cùng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Chúng ta cùng đi nhé. Hoa Thủ Du rất nổi tiếng. Họ cũng làm margolin bằng Sơn Thủ Du. Làm thế nào nhỉ? Tôi rất tò mò đấy. Bạn có muốn uống thử margolin từ Sơn Thủ Du không? Tôi thực sự rất tò mò về hương vị của nó. Chúng ta thử nha. Xin chào ạ. Màu sắc thực sự rất đẹp. Màu hồng này. Màu hoa hồng nữa. Nó là gì ạ? Tất nhiên là nó làm bằng Sơn Thủ Du rồi. Đây là margolin Sơn Thủ Du. Còn một loại gọi là rượu Đông Đông Du. Bạn uống thử nhé. Màu sắc của nó rất đẹp. Vâng, đúng là như thế. Bạn uống đi. Đây là margolin Sơn Thủ Du. Tôi rất hiếu kỳ. Vị của nó như thế nào nhỉ? Tôi lại nếm thử đây. Ngon quá đi. Không hề đắng luôn. Nó ngọt. Sơn Thủ Du rất ngọt đó. Tôi muốn uống nữa. Cho tôi uống một chút nữa được không? Thật là sao mà ngon quá đi mất. Nhìn cái này đi. Màu của nó đẹp nhỉ. Hình như áo của tôi trùng với màu Marcoli luôn này. Margoli này là thế nào vậy chứ? Cứ như thức uống vậy. Vâng, rất ngon đó. Hãy uống nhiều vào nhé. Nếu bạn uống xong một ly rồi thì sẽ lại muốn uống thêm một ly nữa thôi. Nó cứ trôi tuột vào trong. Thật sự uống Margoli Sơn Thủ Du như thế này sẽ xinh đẹp như này cho xem. Tôi đẹp chứ? Vâng, sau khi uống thử Margoli thì nó ngon thật đó. Làm sao mà ngon thế chứ? Tôi tò mò không biết làm sao để nó thành rượu được vậy. Cái này là Sơn Thủ Du được lấy tại đây. Mỗi khi lễ hội, Sơn Thủ Du sẽ được đem ra bán lẻ. Nó được bán và đem lên men ở công xưởng sản xuất. Vậy cho nên, nó mới có vị đặc biệt đó. Hương vị đặc biệt rất ngon. Thì ra là vậy, nếu như nấu trà để uống, nó tốt cho thận, tốt cho gan, còn rất tốt cho đàn ông. Sơn Thủ Du rất tốt cho đàn ông đó. Nhất định uống nhé. Cái này. Và cái này cũng vậy. Cái này. Và sau đó là tới cái này. Vậy nên rất nhiều người tìm mua chủ yếu là Marcoli này để làm quà. Cái này không khác gì cả, uống nhiều vào nhé. Bởi vì cách làm của nó hơi khác nhau, nên cái này là màu nguyên chất của trái Sơn Thủ Du nấu chín. Cái này là một quá trình khác nữa. Thế này. Sơn Thủ Du Bách Samyong, Margolin, rượu Đông Đông Ru. Đến đây thưởng thức nào.
Các bạn có thích chuyến du lịch tới lễ hội Hoa Sơn Thủ Du lần này không? Nếu bạn muốn cảm nhận mùi hương của hoa xuân, bạn nghĩ sao khi cùng với gia đình, người yêu đến lễ hội Hoa Sơn Thủ Du này nhỉ?